Chào các bạn, trong chương trình giới thiệu về cây trái đặc sản Tiền Giang hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại trái cây đặc biệt ở Tiền Giang, đó là trái vú sữa lò rèn. Như các bạn đã biết thì vú sữa lò rèn thường hay trồng ở Vĩnh Kim, nơi có sông ngòi, có phù sa nhiều. Trái sữa rửa, vú sữa nó rất ngon, nhưng trong những năm gần đây thì vú sữa nó bị lão quá. Đây cũng là một loại cây trồng rất dễ trồng, không có kén đất nha các bạn. Hiện nay ở tỉnh Tiền Giang, những xã lân cận Vĩnh Kim như Bằng Long, Phú Phong và lân ra những xứ nhãn như Nhị Quyết cũng có thể trồng trái vú sữa được nha các bạn. Nhưng mà mỗi nơi, mỗi vùng nó sẽ có chất lượng trái khác nhau. Hôm nay mình đang ở trong cái vườn vú sữa lò rèn đã trồng được 3 năm tuổi. Đầu tiên ở xứ nhãn, đó là vùng Nhị Quyết. Đây là vú sữa lò rèn trồng ở đất cát chứ không phải là đất phù sa. Các bạn hãy cùng mình trải nghiệm thử trái vú sữa trồng ở đất cát so với dùng đất phù sa như thế nào nha. Mời các bạn thưởng thức cùng mình trái vú sữa ở Nhị Quyết. Ăn vú sữa thì cũng có nhiều cách, nếu mà nó chín mềm gì nè, các bạn bóp cho nó mềm thì các bạn cắn ở chính giữa này là ăn thôi. Nhưng phải cẩn thận, vú sữa không sâu, nhưng có sâu thì mình không có phát hiện được nha. Mời các bạn. Mình chỉ cần cắn một đổ vậy thôi nha các bạn, rồi mình sẽ thưởng thức. Cũng ngọt nha các bạn, nhưng mà có vẻ vỏ nó dày, tại vì đây là sữa tơ. Nó chín rồi nè, mình có thể rút cái cuốn này ra nè. Đó, mình tách ra. Nhưng ăn như vậy thì nó hơi dính mũ một chút nha các bạn. Mình chỉ tách ra vậy là mình ăn thôi, tại vì không có muỗng, nếu có muỗng thì nó sẽ không dính mũ. Dù trồng ở đất cát nhưng vú sữa ăn vẫn ngọt nha các bạn. Có điều vỏ nó hơi dày tí thôi chứ nó vẫn rất ngọt, thơm ngon như giống như là trồng ở vùng phù sa. Rất tuyệt. Vú sữa hôm nay thì giá thu mua tại vườn là vú sữa ngon là khoảng 20.000 nha các bạn. Rồi mình phải lựa vú sữa sâu với dạt ra, loại tốt nhất là 20.000, có thể nếu đẹp bự trái thì 25.000 cũng nhà thương lái cũng mua. Bây giờ mình mời các bạn đi một vòng tham quan vườn vú sữa này nha. Mời các bạn. Này bóng cho hai đợt sau. Bóng đó là đợt sau. Trên đây có mấy trái bị sâu rồi nè, đây không nè, hái đại xuống hết điện hồi lửa. Nè bên đây còn hai trái nè, ông có 20 trái chứ bữa nay là nhiều đó. Nó hai trái đó chín rồi đó, nó có hai trái theo. Giờ nhìn cái trái này không thấy được. Cái đó bị sâu hay gì uống đó. Hai trái này sâu luôn. Hai trái này bị sâu mẹ chứ. Đây cái này cũng được nữa nè. Đây là hai xanh. Cái trước cái xanh cái này bị sâu. Dạ ông chứ nói. Này tơ ăn năm thứ hai hả? Hồi năm thứ hai rồi. Lúc trước là trồng mấy năm mới thu hoạch? 3 năm rồi, năm nay thứ 3 nè. Không. Nay năm thứ ba nè. Thứ ba trở lên nó mới ấy, từ năm đầu vậy chứ ăn không còn nhiều. Thì bán được ngoài nó mới bán được 6 triệu. Rồi bán được giá nhiêu năm rồi á? Giá 20. Vú sữa mình được cả 20 ngàn ký bán ngon rồi mới. Lựa ở bán xô khác. Bán đâu có mình khác. Phải lựa ra, nếu mình làm kỹ làm ngon thì sữa ngon thì nó giá cao. Còn mình không xịt thuốc sâu quá thì giá nó rẻ. Như tối ngày với có cái đùm nữa đó, nếu cái sữa ấy mình phải đùm bán chú sữa đùm bọc lại á, nó chú sữa xuất khẩu. Cái này biết rồi. Đây, để dưới nó bậm thôi. Con trái nó đang ngon á. Mình ở Nhị Quý này hồi xưa giờ là xứ nhãn. Giờ nhãn nó bị thất thế, người ta trồng đủ thứ, người trồng vú sữa, người trồng sầu riêng, bưởi da xanh gì đó, mảnh đất chỗ nào thích hợp người ta trồng thứ nấy.
Tao nè. Chứ nữa giờ mình đi xứ xuồng nữa, giờ mình tự nhiên mình đem chú sữa trồng ai cũng cười hết đó. Nhưng mà từ từ bây giờ nào thích hợp thôi, chứ giờ nhãn rẻ quá. Trồng nhãn xuồng thì không có nghịch vụ được, bán cũng hên xui. Đây nhãn xuồng không mà trồng chen vô dưới sữa. Cái này cỡ, cái này gần Tết á, gần Tết là nó gỗ á. Không có xịt thuốc thường xuyên nó bị sâu, sâu thì bán mất giá trị. Thừa quá không có ký. Giờ sữa lùng hái vậy chứ mai mốt sữa cao rồi. Đó nó được á, ai đây. Rồi phải kẹp rồi chứ. Có kẹp chưa, ta cắt ngọn hết đây. Đây. Cái này xanh. Nhưng mà bóng đẹp. Hơi xanh. Xanh. Ồ để được sao hái mà xanh lắm. Thôi càng nhiều ngon. Có đi Hà Nội á. Bây giờ bỏ còn thiệt sớm, hai thiệt muộn. Chứ đừng có lửng giữa Tết thì giá nó không ngon rồi. Như cái này nè. Mấy cái trái này là nếu mà có sạch gối được là gối hết. Mình phải đầm mới được. Dạ con rồi là mẹ ơi, xịt thuốc cho nó ấy thôi. Đây cái này nghe mé chín mé không ta. Cái nào? Chưa, tao đã chưa chín, chưa. Nắng nó chá. Mấy trên thì nó ấy chút. Mấy xuồng rồi, tới mùa trái dữ không? Ờ, cũng được, mà hôm nay gặp hết chắc có ít quá. Qua đây. Tính ra vú sữa cũng dễ trồng cho đất nào cũng chịu ta, hả? Thường hồi xưa mình nói dũng kiển kim mà dùng gần sông phù sa đồ nhiều. Bây giờ ở đây mình đất liền, đất cát này cũng trồng vú sữa được nè. Em mốt mình đi có không có leo kéo bánh á. Kéo nhỏ ha. Kéo nhỏ hơn cắt bánh á. Tại vì có kéo nhỏ nằm sát cuốn, nếu mình cắn mạnh quá nó sẽ bị bầm trái vú sữa. Sát quá thì hái thì sức. Có kéo nhỏ đem theo quên bữa túi. Có. Đây nó cũng mỏng vỏ, nó cũng ngọt. Ngồi thử cho cái nó ngọt. Đây cũng có. Dũng kim của mình thì nó hái được rồi. Cái tao nó dày vỏ hơn cái sữa già này ơi. Vú sữa ở đây á, thương lái mua nó sẽ, người ta sẽ gói lại nha các bạn. Ta gói trong cái lá lục bình thế vậy nè. Làm cho trái sữa nó êm và nó không có bị dập khi vận chuyển đi xa. Vú sữa là gèn mà để lên da vàng như vậy thì ăn rất ngon và ngọt nha các bạn. Còn đa số thì đi xa quá thì người ta chỉ hái bóng bóng lên da vậy là ta hái rồi. Một số vườn hái không kịp thì để nó vàng lên. Vàng lên vậy thì sẽ mỏng vỏ. Video tham quan và hái vú sữa tại vườn của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn ở những video sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.